Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở video lần trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách chuyển màn hình bằng kéo thả. Thì video lần này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao cho cái màn hình thứ hai chúng ta nó hiển thị dữ liệu lên. Thì các bạn cần phải tạo một cái class quản trị cho cái màn hình đó, được chưa? Thì các bạn click phải vào trong cái project, các bạn chọn New File. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái hộp thoại. Nó cho chúng ta chọn vào cái nền tảng thì chúng ta đang học về iOS, chúng ta sẽ chọn vào nền tảng iOS và chúng ta chọn vào cái file tên là Cocoa Class để tạo ra một cái class đúng với cái kiểu dữ liệu của màn hình ha. Và những next tiếp theo là nó sẽ cho chúng ta chọn đặt cái tên của cái class là gì. Thì đây các bạn có thể thay đổi là màn hình 2 controller cũng được. Và shape layout các bạn nên chọn đúng kiểu ha. Thì ở đây là kiểu của màn hình, nó là UI View Controller. Thì các bạn chọn là UI View Controller và ngôn ngữ chúng ta viết là Swift. Và nhấn Next. Và lúc này thì cái file đó nó sẽ chứa cái class quản trị cho cái màn hình tiếp theo chúng ta. Thì giống như chúng ta đi mua một cái căn nhà mới, thì chúng ta mua rồi chúng ta cần phải làm giấy tờ để kết dính căn nhà chúng ta với giấy tờ đó. Thì bây giờ khi chúng ta, các bạn kéo một cái màn hình mới vào thì các bạn cũng cần phải có giấy tờ cho cái màn hình đó. Thì lúc nãy là mình đã tạo cái giấy tờ cho nó rồi nè. Thì bây giờ để kết nối nó ra chính quyền công chứng thì các bạn cần phải chọn vào cái cục tròn tròn màu vàng trên cái màn hình ta. Lúc này nhìn bên cửa sổ bên tay phải các bạn sẽ thấy là thẻ thuộc tính của nó. Thì các bạn chọn thẻ thứ ba ha. Thì nó có một cái phần tên là last, thì các bạn nhớ là chọn lại đúng cái last mà các bạn vừa tạo, được không? Thì đó là những cái bước mà các bạn muốn cấu hình cho cái màn hình mới chúng ta, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ mở Xcode lên và mình tạo cho các bạn một cái project mới. Mình đặt tên ha, chuyển màn hình, rồi next và create. Qua main storyboard thì như clip trước ha, mình sẽ kéo vào một cái màn hình. Kéo vào một cái màn hình. Được chưa? Mình sẽ thay đổi màu cho nó. Chọn vào màn hình trước ha, thay đổi màu, màn hình sau mình đổi màu luôn. Và màn hình trước của chúng ta đã có cái last quản trị rồi ha, nó tên là View Controller. Đây, last quản trị nó tên là ViewController và nó đang nằm trong file là ViewController.swift. Thì các bạn lưu ý ha, cái tên file này các bạn đặt cái gì cũng được hết, không liên quan gì tới cái last ha, nó chả liên quan gì tới cái last cả, mà nó chỉ là cái tên file thôi. Các bạn có thể thay đổi cái tên file này thành ABC cũng được ha. Thí dụ như mình ghi là màn hình 1 ha, vẫn được. Cái quan trọng nhất của chúng ta ở trong này đó chính là cái thằng class, được không? Cái thằng class ha, thằng class. Và quan trọng hơn nữa là cái màn hình ngoài của chúng ta, màn hình đầu tiên nó vẫn chọn cái class là view controller là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái class quản trị cho màn hình 2. Thì mình click phải vào trong cái project, mình new file. Đây, chọn nền tảng là iOS, thuộc là chọn Cocoa Class, các bạn nhấn Next giúp mình. Bây giờ cái shape layout các bạn chọn cho mình lại là UI View Controller, đúng kiểu của màn hình. Và mình sẽ đặt tên đây là màn hình 2 ha. Thì khi mà các bạn tạo ở đây thì nó lập tức nó sẽ lấy cái class, tên class của bạn, nó đặt tên cho tên file luôn là màn hình 2.swift, được không? Đây, màn hình 2.swift. Bây giờ mình đã có giấy tờ rồi ha. Bạn xóa những cái phần note của nó đi. Xóa luôn hàm disk receive memory wiring luôn ha, trừ lại hàm view disk loss thôi. Rồi, quay về main storyboard, chọn vào cái cục tròn tròn của màn hình 2, các bạn qua thẻ thứ 3 class. Bây giờ nó sẽ xuất hiện thêm một cái thằng class tên là màn hình 2 ha, các bạn chọn cho mình. Thì lúc này cái màn hình mới chúng ta đã có class quản trị cho nó, tương tự như màn hình đầu tiên. Bây giờ màn hình thứ nhất mình có một cái text field
xin lỗi các bạn, mình sẽ có một cái button được không, và chuyển sang màn hình 2, chọn show, và button này mình sẽ đặt là màn hình 2 ha. Rồi kéo rộng nó ra xíu. Rồi bây giờ mình nói là mình bấm vô cái màn hình 1, bấm vô cái button này, chuyển qua màn hình 2. Màn hình 2 có một cái label, label ha. Label. Và thằng này nó không có chuỗi gì hết. Và mình muốn là khi màn hình 2 bấm qua một cái thì chữ cái label này hiển thị chữ hello. Thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Label này, button này thì bên màn hình 1 mình không tác động gì hết, nhưng label màn hình 2 mình cần thay đổi chữ. Thì các bạn cần phải ánh xạ nó vô trong cái last quản trị của màn hình này. Và last quản trị của màn hình này là tên là last màn hình 2 ha. Thì có khi là Xcode nó sẽ tự động chọn file cho chúng ta. Tuy nhiên là có khi nó chọn sai. Đây là nó đang chọn interface ha, không phải đúng file. Hoặc là có khi là nó chọn, xin lỗi các bạn, đây là đúng file ha. Có khi là nó chọn interface chẳng hạn. Thì để chọn lại, các bạn vào ngay chỗ reference file ha, những file nãy giờ chúng ta vừa thao tác chọn lại cái file cho mình, thì là màn hình 2.script. Và khi các bạn chọn đúng file thì các bạn mới ánh xạ được ha. Đây, ánh xạ được đây. Còn nếu các bạn chọn sai file, ví dụ như bây giờ mình chọn lại file là màn hình 1.script, các bạn ánh xạ qua thì lập tức nó không cho các bạn ánh xạ ha. Phải chọn đúng file màn hình 2. Rồi kéo qua, đặt tên là lbl hiển thị connect. Và bây giờ mình muốn là khi mà nó vừa chuyển qua thì màn hình này hiện lên chữ hello, thì vừa hiện chuyển qua mà hiện lên hello thì chỉ có chạy trong view this log thôi, được chưa? Thì mình sẽ nói là lbl hiển thị chấm test sẽ bằng một cái chữ là hello. Rồi bây giờ mình sẽ chọn thiết bị ha, mình chạy lên thử. Mình bấm vào màn hình 2. Đó, lập tức nó hiện lên chữ hello ha. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tạo last quản trị cho một cái màn hình mới và làm sao để hiện dữ liệu trong màn hình đó lên ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.